Ngày 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Văn Nhất, 22 tuổi, ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, 15 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là DVG, 37 tuổi, ngụ ấp Nam Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên. Theo cáo trạng, Nhất bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên sống với ông bà ngoại và hành nghề ngư phủ. Chiều tối ngày 9 tháng 5 năm 2021, sau khi nghỉ đi ghé biển, Nhất đến nhà người chú ruột ở xã Nam Thái, huyện An Biên để nhậu, lúc này cũng có Dê và nhậu chung. Trong lúc chén chú chén anh thì giữa Dương và Nhất xảy ra cự cãi về chuyện mua bán số đề. Nhất cho rằng mình gọi điện cho Dê mua số lô 15.000 đồng, trúng được 1,2 triệu đồng. Còn Dê thì nói Nhất chỉ mua 10.000 đồng nên chỉ trúng 800.000 đồng. Từ đó Dê không trả tiền trúng số cho Nhất, đồng thời chửi và bẻ đũa hăm dọa Nhất. Sau đó Dê cầm đũa đi ra đường. Nghĩ Dê đón đường đánh mình nên Nhất đi vào nhà bếp của chú ruột lấy cây dao, loại dao Thái Lan để ra đánh nhau với Dê. Khi gặp nhau, hai bên xông vào hỗn chiến. Hậu quả Dê bị Nhất dùng dao đâm tử vong. Sau khi gây án, Nhất vứt bỏ con dao rồi bỏ trốn. Khoảng 3 ngày sau biết không thoát khỏi nên Nhất đến công an đầu thú. Ngoài mức án nêu trên, hội đồng xét xử còn buộc Nhất bồi thường cho gia đình Dê số tiền 65 triệu đồng và cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng cho hai đứa con của nạn nhân đến năm 18 tuổi.